Đây nha mọi người, bữa nay em đã về Mendo nha, để mấy chị hỏi quá kêu em bán quá thì bữa nay em cũng quyết định em về nha. Để lột gan thử trước đi tính. Kiểu này hoài làm sao mà nó hết đây. Đây nha. Mình phải nói là cực kỳ phê nha mọi người. Giá yêu thương lắm. Cái gì mà về thì em Trang phải thử test trước rồi mình mới tính ha. Tại mấy chị hỏi quá thì em cũng ghé em về luôn nha mọi người. Cái này đó thì rất là nhiều người hỏi em tại sao bán mà sao mà khó mua hàng. Thật sự không bao giờ khó mua hàng nha. Khi mà mấy bạn mua hàng của mình bắt buộc mấy bạn phải chuyển khoản và cộng phí ship nha. Còn nếu mà mấy bạn mà ngại về vấn đề mà chuyển tiền hay này nọ thì mấy bạn đó, mua ở chỗ gần mình cho nó dễ nha mọi người. Không mình đây đây nha Mendo nha. Nó giòn thấy luôn, ngọt giòn, đúng rồi, đúng là ngọt giòn hiệp, 150 cành nha mọi người. Các anh chị em nào mua của em nhớ lúc nào em cũng nói cho nó là em chỉ nhận chuyển khoản đủ thôi cộng tiền tiếp. Mua ở gần mình cho nó dễ nha. Mấy bạn muốn mua mà mấy bạn ở chỗ mấy bạn không có thì mấy bạn inbox cho mình nha. Đây là hàng mới về. Em ăn thử trước. Nó ngọt giòn ha. Để nhiều.